Audio Jungle.
rồi. À, bây giờ chị quay phim sẽ làm tóc cho bé Bảo Trân. Chị quay phim nói với Suka là chị quay phim sẽ làm tóc cho bé Bảo Trân búi lên cao. À, rất là dễ thương và xinh xắn luôn. À, bây giờ chị quay phim sẽ làm tóc cho bé Quỳnh Như. À, tóc của bé Quỳnh Như chị quay phim nói với Suka là chị quay phim sẽ làm tóc bím hai chùm cho bé Quỳnh Như nha.
hợp cho lứa tuổi của chúng ta Ska và Bình Luận Thế Hân thì Ska Bình Luận Thế Hân sẽ không trang điểm mà dùng giấy màu để dán lên nha các bạn. Nếu các bạn sẽ lựa chọn cho ai? Nhà Quỳnh Như hay Ska? Ở trên hay Tí? Các bạn hãy nhanh tay bình chọn nha. Bây giờ đây là giấy màu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi bây giờ dán đi. Bắt đầu dán nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xé và những hình ưa thích để dán trên mặt nha.
cùng là mã số 04 dành cho thí sinh Tý. Rồi đã có 4 màn trình diễn rồi. Bây giờ các bạn hãy bình chọn cho thí sinh Quỳnh Như là mã số 01, Cao mã số 02, Bà Trinh mã số 03 và Tý là mã số 04. Rồi bây giờ các bạn hãy bình chọn nhanh tay, bình chọn cho Bà Trân hoặc là Quỳnh Như hoặc là Tý nha. Nhanh tay nào. Và thi hóa trang của Halloween của Suka và Bình Đội Tí Hân đã xong rồi. Các bạn hãy bình chọn nha. Rồi xin chúc các bạn có một ngày Halloween vui vẻ cùng với gia đình nha. Và đừng quên bấm like và share video này để mọi người có thể xem được nha. Tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký của kênh Hải Anh Children.